Một thanh niên bước xuống tàu điện ngầm ra khỏi ga. Giống như nhiều người khác, trên đường đi làm về hàng ngày, anh ấy đeo tai nghe và dán mắt vào điện thoại để nhắn tin cho bạn bè, chơi game và xem video. Anh ta đi thang cuốn lên trên và ra khỏi ga tàu điện ngầm, không để tâm đến lũ chuột nhốn nháo chạy qua lan can. Anh bước ra đường, đầu vẫn không ngước lên khỏi cái điện thoại. Quãng đường về nhà này anh ấy đã đi hàng trăm lần, nếu không muốn nói là hàng nghìn lần. Mỗi bước đi trên đường về nhà đều được ghi nhớ trong tâm trí, đến nỗi anh ấy có thể bịt mắt cũng đi được về nhà. Khi rẽ vào một góc thì đột nhiên anh ấy nhìn lên, có điều gì đó rất khác. Trong tích tắc, trước khi một chuyện xảy ra thì anh ấy đã nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Tấm nắp cống mà anh ấy vừa bước lên đã bị hư. Người thanh niên hét lên khi rơi xuống dưới cống thoát nước và bị nuốt chửng vào hệ thống cống ngầm của thành phố. Anh ta ở trên không trong giây lát trước khi ngã ầm vào trong bóng tối. Anh bị đập mạnh, nhưng ngay lập tức anh nhận ra rằng anh ta không chạm đất với lực mạnh như anh ta nghĩ. Chắc hẳn có cái gì đó đã đỡ cú ngã của anh ta. Tuy nhiên, trời quá tối nên không thể nhìn thấy gì. Anh ấy lần mò xung quanh để tìm điện thoại. Nó chắc hẳn về ở quanh đây. Anh ấy đã tìm thấy nó. Màn hình bị nứt, nhưng may mắn là vẫn còn hoạt động. Anh ta bật đèn pin trên điện thoại và nhìn xung quanh. Dường như anh ấy đang ở trong một khu bảo trì nào đó bên dưới vỉa hè. Căn hầm hầu như trống rỗng. Vậy anh ta đã đáp xuống cái gì? Anh ngồi dậy, nhìn xuống bên dưới để tìm. Và anh ta thấy... chuột. Một bầy chuột lớn. Nam thanh niên hét lên và nhảy cẫng khiến lũ chuột kêu và chạy tán loạn. Anh ấy đang hoảng sợ, tìm cách thoát ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Và anh ấy phát hiện ra một thứ gì đó. Có một đống quần áo bẩn trong góc phòng. Hoặc ít nhất, anh ấy hy vọng đó là một đống quần áo bẩn. Anh ta từ từ bước tới, dù đó là bất cứ thứ gì. Ngay cả sau khi trải qua thử thách khó khăn vừa rồi, anh ấy cảm thấy vẫn phải kiểm tra nó. Nếu anh ta tìm thấy một thi thể, cảnh sát cần được biết, và anh ta thậm chí có thể được lên báo. Anh ấy có thể tưởng tượng ra tiêu đề bài báo ngay bây giờ. Người đàn ông địa phương tìm thấy người thừa kế mất tích sau khi dũng cảm lao vào hố sâu của thành phố và thừa kế hàng triệu đô la của cô ấy vì hành động dũng cảm đó. Khi bước lại gần, anh ấy nhận thấy một đám gặm nhấm và ruồi bay vo ve xung quanh đống quần áo ấy. Anh ta đập vào cổ mình, giết chết một con ruồi đang cắn. Anh ta đang đứng ngay bên cạnh cái đống bùi nhùi ấy, nhưng anh ta vẫn không biết đây có phải là người hay không. Xin chào, bạn có ổn không? Anh ta nên hỏi, không có phản hồi. Anh ta dùng chân thúc vào đống và nhảy lùi lại. Cái gì đó vừa di chuyển ư? Anh ta thò chân ra và thúc vào nó một lần nữa. Lần này chắc chắn cái đống ấy di chuyển. Một người đàn ông lăn lộn, khuôn mặt đầy vết côn trùng cắn. Anh ta đang rên rỉ và vươn tay ra, không thể nhìn thấy từ đôi mắt đã bị mù của mình, trông giống như chúng đã bị chuột cạm mất. Anh ta mở miệng và thở hổn hển lần cuối cùng, dường như chết ngay trước mặt người thanh niên. Nam thanh niên chỉ có thể đứng nhìn ngây người, đóng băng trong sợ hãi, khi một con chuột chui ra khỏi cái miệng há hốc và nhìn chăm chăm vào người thanh niên. Người thanh niên la hét, quay đầu và bỏ chạy. Anh không biết mình sẽ đi đâu khi chạy qua con đường hầm tối tăm, nhưng anh tìm thấy một dãy cầu thang và chạy theo chúng trước khi lao ra khỏi một cánh cửa để ra bên ngoài. Anh đóng sầm cửa lại. Anh chắc chắn rằng người đàn ông mà anh ta nhìn thấy trong đường hầm đã chết, nhưng anh ta không dám đánh liều thêm một lần nào nữa. Anh ta chạy hết quãng đường còn lại để về nhà, leo lên cầu thang bộ căn hộ của mình, hai bậc một lúc. Anh ta vào nhà, khóa và chốt cửa lại. Anh dựa người vào cửa và cố gắng lấy lại nhịp thở, thả lỏng người để trượt xuống sàn. Cuối cùng cũng được an toàn. Anh ta đập vào cổ mình một lần nữa. Một con ruồi khác, nó chắc hẳn đã nằm trong áo khoác của anh. Anh cởi bỏ áo khoác và áo sơ mi của mình, rũ bỏ chúng và ngạc nhiên khi thấy nhiều ruồi bay ra ngoài. Ngoài ra còn có những con bọ khác như sâu và gián. Bây giờ anh ấy vẫn tiếp tục run rẩy và hoảng sợ vì càng ngày nhiều con bọ rơi ra khỏi quần áo của anh ấy. Anh ấy có thể nhìn thấy trong gương treo trên tường cơ thể vẻ đầy vết cắn, nhưng đó không phải thực sự là điều khiến anh chú ý. Anh ta tiến gần đến tấm gương, gần như bị choáng. Điều này không thể xảy ra. Chắc chắn anh ta bị ảo giác. Anh ta nhìn vào gương, thò tay vào mũi và lôi ra một con gián, rồi bay ra khỏi miệng khi anh mở miệng la hét. Trong khi phía sau anh, lũ chuột bắt đầu chui qua cửa nhà và bò lên cơ thể anh, trong khi anh hoàn toàn bị bao phủ bởi một đống sinh vật sống lúc nhúc. Nhiều dị thường được tổ chức SCP nghiên cứu là rất tà ác, kinh khủng và hoàn toàn bí ẩn. Và đây là một trong những trường hợp hiếm hoi có cả 3 điều này, bởi vì đây là SCP-027, còn được gọi là Vua sâu bọ. SCP-027 là một hiện tượng có những đặc tính kỳ lạ và đáng sợ, dường như có thể ảnh hưởng đến từng đối tượng là con người. Khi một người nào đó trở thành vật chủ của dị thường này, họ sẽ thấy rằng mình thường xuyên bị bao quanh bởi nhiều loại sâu bọ, ký sinh trùng và các loài gây hại khác. Vật chủ con người không có khả năng kiểm soát hoặc chỉ huy những sinh vật này. Và trên thực tế, các con vật thường tỏ ra hung dữ đối với vật chủ, cắn và cào họ cũng như bất kỳ người nào khác đến gần. Không rõ điều gì gây ra hiệu ứng này, nhưng một khi ai đó đã trở thành vật chủ của SCP-027, hiệu ứng này dường như là vĩnh viễn. Bầy sâu bọ bám theo vật chủ không xuất hiện ngay lập tức và thay vào đó có xu hướng xuất hiện thành từng đợt. Đầu tiên, một bầy côn trùng bay bao gồm cả muỗi và ruồi sẽ bắt đầu tạo thành một đám mây xung quanh người kém may mắn. Tiếp theo, các sinh vật không cánh như giận, rán, sâu, nhện và chuột sẽ bắt đầu bò lên vật chủ. Thời gian trôi qua càng lâu, tất cả những con vật xuất hiện sẽ càng nhiều. Nếu vật chủ cố gắng rời khỏi vị trí, một số loài gây hại sẽ cố gắng bám vào họ hoặc bám theo phía sau, nhưng nhiều loài khác sẽ phân tán. Tuy nhiên, ngay sau khi vật chủ dừng lại, quá trình sẽ lặp lại và họ sẽ tiếp tục bị bao vây bởi bọ và động vật gặm nhắm. Mặc dù không có cách nào để vật chủ thoát khỏi SCP-027, hiện tượng này đã được biết đến là sẽ chuyển sang một vật chủ mới, nhưng chỉ sau khi vật chủ đầu tiên chết đi. Có vẻ như SCP-027 đã chuyển từ vật chủ này sang vật chủ khác và có khả năng đã làm điều này nhiều lần trong quá khứ. Nghiên cứu sơ bộ về việc SCP-027 đã tồn tại được bao lâu vẫn đang diễn ra, nhưng những dấu hiệu ban đầu cho thấy nó đã tồn tại hàng trăm năm. SCP-027 lần đầu tiên được tổ chức nhận ra vào những năm 1990. Một người đàn ông ngoài 30 tuổi đã được tìm thấy trong một nhà kho bỏ hoang và hoàn toàn bị khuất phục bởi chuột và côn trùng. Người đàn ông bẩn thỉu, suy dinh dưỡng, đầy vết cắn và chảy xước do nhiều loài sâu bọ gây ra. Anh ta cũng cho thấy các triệu chứng suy giảm sức khỏe tâm thần, có thể do sự kết hợp của lạm dụng chất kích thích nặng và thiếu ngủ. Cả hai đều không nằm ngoài dự đoán khi gặp số phận khủng khiếp như vậy. Các đặc tính dị thường của đối tượng nhanh chóng được các đặc vụ nhận ra, và anh ta được đưa đến một địa điểm của tổ chức SCP, nơi anh ta không may qua đời khi vẫn đang được quan sát. Khám nghiệm tử thi sau đó cho thấy hơn 70% cơ thể của người đàn ông vào thời điểm đã qua đời đã bị một đàn chuột làm tổ và đã sống ở đó đủ lâu để ít nhất sinh ra một vài thế hệ con cái. Khoảng 6 ngày sau cái chết của người đàn ông, một nhân viên an ninh của tổ chức tại địa điểm nơi người đàn ông đã bị giam giữ đã báo cáo với nhân viên y tế rằng anh ta đang gặp vấn đề về hô hấp. Anh ta nói với họ rằng anh ấy bắt đầu triệu chứng sau khi anh ta bị đánh thức bởi những thứ mà anh ta nghĩ là một con ruồi đang bò lên mũi anh ta. Các cuộc điều tra sau đó cho thấy các báo cáo này là đúng và con ruồi cũng để ra một ổ trứng trong khoang mũi của anh ta. Nhân viên an ninh tiếp tục được quan sát và sau sự xuất hiện của nhiều loại sâu bọ hơn, anh ta được phân loại là SCP-02702. Người đàn ông đã chết trước đó đã được phân loại thành SCP-02701 và SCP-027 được xác định là một hiện tượng dị thường chứ không phải là một cá thể. Hiện vẫn chưa rõ bằng cách nào SCP-027 thu hút động vật hoặc tại sao nó chọn những con vật đó để triệu hồi đến vị trí của nó. Cả SCP-02701 hoặc 02 đều không thể hiện bất kỳ giao tiếp nào với bất kỳ loại thực thể nào hoặc cảm giác rằng có một thực thể đang hiện diện. Họ cũng không thể cung cấp bất kỳ thông tin bổ sung nào về các đặc tính bí ẩn của sự bất thường. Trong một cuộc phỏng vấn diễn ra không lâu sau khi nhân viên an ninh được xác định là vật chủ và bị đưa vào trại giam, anh ta chỉ mô tả cảm giác rớ ráy và ngứa ngáy giống như anh ta cần tắm. Anh vô cùng sợ hãi trước những gì đang xảy ra và bày tỏ mong muốn thoát khỏi tác động dị thường càng sớm càng tốt để có thể đoàn tụ với gia đình. Nghiên cứu về sự bất thường vẫn tiếp tục, nhưng phân tích về vật chủ hiện tại là vẫn chưa có kết luận chắc chắn nào. Sự thiếu hiểu biết về bản chất của SCP-027, hiệu ứng dị thường của nó hoạt động như thế nào và cách nó chuyển sang vật chủ mới đã khiến tổ chức SCP phân loại nó là Euclid. Vật chủ hiện tại của dị thường đang được giữ trong một phòng giam dài 5x5 m với sàn lát gạch được nâng lên, kết nối với hệ thống chân không mạnh để ngăn bất kỳ sâu bọ nào xuất hiện. Bất kỳ sinh vật nào bị loại bỏ phòng giam sẽ bị tiêu hủy, ngoại trừ một phần nhỏ được gửi đến các nhóm nghiên cứu để phân tích. Mặc dù cho đến nay, tất cả các loài động vật dường như hoàn toàn không có đặc tính dị thường nào. SCP-02702 phải được giám sát bởi ít nhất 2 nhân viên của tổ chức mọi lúc, và trong trường hợp đối tượng có bất kỳ hành vi kỳ lạ nào hoặc một loài động vật bất ngờ được phát hiện trong phòng giam, nó sẽ được báo cáo lên nhân sự cấp 4 ngay lập tức. Nhân viên an ninh được giao nhiệm vụ canh giữ SCP-027 phải được tiêm phòng tất cả các bệnh lây truyền từ động vật có thể xảy ra, hạ gục đối tượng bằng thuốc an thần nếu cần thiết. Nếu đối tượng có vẻ như đang trải qua một vấn đề sức khỏe khá nghiêm trọng, tất cả nhân viên có chức vụ cao sẽ được di chuyển ra xa vật chủ hiện tại để giảm khả năng họ trở thành vật chủ của dị thường, và không có nhân viên nào từ cấp 4 trở lên được phép tiếp cận trong vòng 200 m đối với đối tượng cho đến khi SCP-027 và các đặc tính kỳ lạ của nó được hiểu rõ hơn. Bây giờ, hãy xem thêm những video khác từ các hồ sơ của tiến sĩ Bob và... hãy nhớ đăng ký và bật thông báo để bạn không bỏ lỡ bất kỳ dị thường nào khi chúng tôi nghiên cứu sâu hơn và rõ hơn về các kho lưu trữ bí mật của tổ chức SCP.